Và Viễn cái nào? Cây ế quá, có làm cách nào đổi chắc các bù cho em cây. Mình chở hết cây của chúng ra đây. À thế à? Được không? Nhận không? Ok này. Chờ phim cuối tuần nhá. Được. Nhất trí. Vào luôn, chở xe vào luôn. Từ đã mẹ xem cái cục này xong quay lại. Cái từ phát đầu tiên quay hạ nằm phệt cái này đi. Bài luôn quá đẹp anh như này bạn phải đi đúng không? Có vẻ là nếu mà kéo kia đẹp này lắc trong đẹp như thế mất tập vẫn kể cả bây giờ vẫn xuống này vẫn được mà đéo ngay ta ngập bể không hiểu ý chơi bên này cái bảo còn này này mà nếu bể phải chơi thế này tiền múc đây em hả đói như ngăn ấp nằm im nằm im đói đói như ngăn ấp à? Các tay chơi đi đâu hết rồi mà để của anh Hùng à hay của ai đấy Lương Khương Hùng tuổi chết ừ. Bao nhiêu tiền Hùng vượt chết múc đi cho sợ toàn ngọn đẹp kìa. Đấy, ngọn, hết ba cái ngọn. Mình thích cây nó rõ ràng tí. Đồ này cũng khoái. Hai chục một cây à? Làm vào việc ấy. Đấy, cái chỗ này đi chỉ đẹp rồi. Đấy, đây. Ngọn này già hết. Ngọn này làm cũng đẹp thôi. Làm cây rừng dây dây là đang làm vài cái vách xuống. Đấy đẹp này khỏi. Ừ. Nè. Cây này phải cần có dễ nhìn. Cái này nhiêu tiền không? Dạ, cái này nhiêu tiền không? Con đấy 10 triệu. Kia 20. Con này sao? Con này 18 triệu. 18. Sạch sẽ nha. Alo. Đang ở chợ Hà Đông. Ok. Vừa chứ. Anh người ta để phân người ta không còn nó có chân bệnh rồi đấy. Phân người ta lắp mày lên là vậy nào. Để nó lâu biết rồi. 10 triệu. Đấy, cái ngọn 10 triệu cái củ. Đấy, đấy gấu nhìn thấy da thấy thịt rồi, ngón kia thì mơ hồ quá. Đây, quay lại ông Viễn này xem nào. Còn đồ đầu gấu này. Xem anh em có luộc lại được của nhau cái nào. Xì đây. Đây ông không thèm báo giá đây này. Không thèm báo giá mình luôn này. Viễn ơi là Viễn ơi. Nói chung là cái đồ này mà giá hợp lý chắc anh em nó bốc hết rồi. Giá nó có vẻ là nó sẽ căng đấy các bạn. Căng theo cái tầm mà không dám suy nghĩ nữa. Xì tạm gọi là có búp có màu đi. Tạm gọi búp có màu đi. Tía tía đỏ đỏ. Đây, mặt sau cái này nhìn ghê không? Xì này. Toàn đồ khủng đấy, đồ to đấy. Khủng. Cái xanh này được tưởng ông ấy bán rồi cơ mà nhỉ. Đấy, ông ấy thấy mình quay, ông đi vào xe, ông ngủ kìa. Không dám giả, một nửa vẫn thấy căng đúng không?
mộc vật để son gạch mộc đấy chị. Ui, bán cả lồng chim này, cây cây treo chim đấy, cây kiểu như là cây của người chơi đấy, cây đá cá chim. Đây các bác, một cây xanh to. Cây si kia kia. Có vẻ như là một vài phiên gần đây thì anh em có vẻ múc cây nó hơi chùn chân. Và vẫn rất là thích nhưng mà tiền đổ vào có vẻ chậm hơn. Cây xanh Nam Điển. Cùng thổ cái chỗ anh Kiện hay sao mà lấy giống nhau lắm nhỉ. Chắc anh em đây để lại cho nhau thôi. Giống nhau lắm các bạn. Chắc khoảng độ 40-50. Đấy là giá hô. Đôi mộc không biết của bố nào đây. À đây, quay cây của ông Cường đây. Chưa biết bao nhiêu tiền đâu các bác, tôi cứ đi lang thang này rồi. Các bác xem và cảm nhận không khí chợ nhé. Nhìn rất gấu nhá, mỗi tội là anh em mà phải nuôi được cơ. Nuôi được cơ. Chưa biết làm hoặc là làm đẹp được nhưng mà không nuôi được thì cũng khó lắm các bác. Đấy, nhiều yếu tố lắm, để chơi cây lắm. Hoặc là không có không gian thì cũng chịu. Siêu nhân đến mấy, không có không gian chơi cây thì chịu. Như tôi là một người ít không gian, gần như là hết rồi. Một số cây anh em gửi lại cũng rất là thực tế là không muốn không muốn để lại cho anh em gửi mình đâu, nhưng mà để anh em bởi quan trọng nhất là nhà mình rất là chật rồi, mà mình đưa một cái cây mới về nó rất vất vả. Anh em gửi không biết đến ngày nào nhưng thực sự là rất là nản. Mà mình thì chăm, mình có đâu có chăm được như anh em đâu, mình có công việc rồi nó chật chội ở trên nên nó khó, nhiều thứ nó rất là khó hạn chế. Đồ kiểu như cùng một lò đẻ ra sao này? Toàn đồ cùng một lò ra sao này? Nhìn quen quen nhỉ. Hà Nội một form làm thế nào? Loạt này cháy cũng cháy giống nhau. Trước bán cho anh ấy mấy cây 5-6 cây rồi đấy. Cây nào cũng có vườn. Cây nào cũng lúa giống nhau. Như anh em mình vào trong nhà ông Sơn thì phòng bệnh chả giống nhau, bệnh giống nhau hoàn toàn. Một nồi này, một nồi. Đấy, nhìn mà đúng một người làm ra cùng một lò đấy. Đấy, si đây. Vào việc mà đi chợ anh không? Vào việc cái này đi chợ. Này để có ngày xưa có để ngọt đây, ngọt này, cái này. Cần. Đúng rồi. Bây giờ mẹ chơi mặt này thì lại bỏ này đi rồi. Đấy, thằng này lên. Lấy này xấu. Thằng này thì cắt mẹ đây, lấy thằng này. Thằng này bằng nhau quá, nhìn như căng dây. Này thì này ở đây ghép mầm vậy. Bây giờ mà muốn chơi mặt này thì lại phải bỏ này. Chơi cái này. Đây này. Đây là ghép mầm chưa này. Hạ đây ghép mầm. Để cho thấp xuống. Giờ ngọn nó có mầm đâu mà nó lành.
đau đầu lắm. Không ạ, cây của đây này bắt mầm ở đây thôi, nằm đau đầu lắm. Nhìn này, thủ cái thủ thu lu thôi. Đây còn đây là nó xa quá mà si. Đấy, cái này răng rất mình ghê, nhưng mà đóng ghép, đóng ghép. Đấy. Nhưng Hùng có mang cây nào đi không? Không, ốm mà vào ở nhà chẳng có khi ra đây chơi. Anh phải đi làm đi. Đi làm chứ. Đồ quần. Sáng giờ bán mấy chục cây rồi. Hôm rồi có đồng chí ở tận ấy gọi cái cây ấy không? Cây nhỏ nhỏ này không? À, có ấy nhưng mà mình không để ý mấy sao rồi. Tận trong Bình Thuận đấy. Nhắn tin. Lúc đi bán rồi à? Đây nè. Bán hết rồi. Đây à, đây cây của anh đây à? Đấy có mấy cây. Đấy, dùng vip vip này bao tiền? Cái này là cái 4,5 triệu. 4,5 triệu, vip 4,5 triệu. Đây. Còn si là 3 triệu. 3 triệu thôi. Giờ này bán như bán rau nhỉ? Đá điếc, đá điếc. Đấy. Nên cây cảnh đang đi xuống thế nào bán rẻ thế. Ô, vẫn chưa bán rẻ, bán như rau ấy, không ạ? Hàng đi mà bán 3 con, hôm qua bên này bán 6 con. Ôi giời. Nghe phấn khởi nhỉ? Bán ăn thôi mà. Okay. Đi chợ nào bán được mà đi đâu bán được đấy. Giờ này nó đỏ thế. Có anh Tám đi chợ mà vài được là đỏ lây. Chả thôi. Đi đâu bán em bán được. Chúng dân rơi rồi thôi. Anh ok các bác. Đi về đi. Yep.